Hello, cả nhà em là Sushi, em đến từ shop sushi.nội.địa.nhật.com. Rồi, hôm nay lên sóng cho cả nhà cái mẫu amidan giá rẻ ha cả nhà ha. Cả nhà ít ít tiền thì lấy những em này thì ngon. Thì đây là em Da Queen MC18S ha cả nhà. Đây là cái dòng model lớn của Da Queen ha cả nhà. Nó có dòng 10, dòng 13 và dòng 18 ha cả nhà. Thì em này hình thức nó đẹp như mới luôn cả nhà ơi. Đẹp như mới luôn. Hoàn hảo, chạy được hai dòng điện luôn ha cả nhà, 110 và 220 luôn. Nhưng mà em đang cắm điện 110 nha cả nhà nha. Hàng bên Nhật về làm cắm điện 110 không nha. Thì em này cả nhà nó có đồng hồ vu, nó có 4 đường vô và nó có volume ha cả nhà ha. Nó có volume, tình trạng là hoàn hảo, không hụt xì, zin nguyên bản ha. Cái em này size nó cũng size lớn ha cả nhà ha. Nó size là nó bề ngang là 31, chiều sâu là 49, chiều cao là 18. Hình thức thì đẹp cỡ cỡ trên 95% ha cả nhà. Nói chung là rất đẹp, rất rất đẹp luôn ha cả nhà. Thì em này nó chạy được cái này ha cả nhà ha. Em này đã được nâng cấp 4 cái bóng Mỹ ha cả nhà, 4 cái bóng 6L6 của Ruby ha cả nhà ha. Thành thử ra cái bộ bóng này nó cũng 4-45 triệu ha cả nhà ha. Thì mình về mình chơi là mình khỏi cần nâng cấp, nếu mà mình có điều kiện nữa thì mình nâng cấp 4 cái bóng rời ha cả nhà ha. 4 bóng rời thì em này chạy 412 AT7 ha cả nhà, chạy 4 cái bóng công suất 6L6 6L6 của Ruby ha cả nhà ha, GCM của Ruby GCM. Thì mình đỡ tốn tiền nâng cấp bóng ha. Cái này là cả nhà về là chỉ chơi thôi. Công suất em này nó đạt 35W một kênh ha, cực kỳ mạnh mẽ ha. Nó không kén, nó không, nó quýnh từ 4 cho đến 16 ôm luôn, nên nó rất dễ ghép loa ha. Đánh JBL, đánh Tannoy hay là đánh loa cột hay là đánh mọi thứ đều ok luôn, tại công suất nó khá lớn ha cả nhà. Rồi đằng trước là nó thiết kế một cái đồng hồ vu rất đẹp, nó có 4 cổng vô ha cả nhà ha. Rồi thì đây là một em amidan, nói chung là giá rẻ nhưng mà đẹp, đã được nâng cấp bóng Mỹ nên chất âm khá là hay ha cả nhà ha. Thì bây giờ mời cả nhà cùng em thưởng thức chất âm em nói nha. Rồi trước khi thưởng thức chất âm thì mình form cái giá đẹp cho cả nhà luôn nha cả nhà ha. Do em này đã được nâng cấp bóng Mỹ ha cả nhà, bộ bóng nó 45 triệu rồi. Thì giá em này là 13 triệu 500 ngàn, em bao ship toàn quốc ha. COD thì cọc em 10%. Em này là size cũng khủng long, nặng 22 kg ha cả nhà ha. Rồi mời cả nhà cùng em thưởng thức chất âm em nói nha. Em đang quấn với là cột Acoustic Slap ha cả nhà, bốn kéo phà phà ha cả nhà ha. Đồng hồ vuông hoạt động hoàn hảo ha cả nhà. You were just another sideshow in a backstreet carnival. Walking the highway, trying not to fall. Just another way of getting through. Anyone would do, but it was you. And you were just another sideshow, and I was trying.
when the cold closes in. You were color to the moon, you were flowers come to bloom. I've seen the dark side when I'm trying to find the light. Seen the shadows fade away on the wrong side of night. Heard a song coming through, and when I'm looking for you, trying to find the light. And you were just another sideshow, and I was trying. Rồi thì đây là một em Amly dành cho anh em mới chơi, rất đáng chơi ha cả nhà, giá cả vô cùng hợp lý luôn, trưng bày đẹp, đủ mọi chức năng luôn, đa nguồn điện luôn, có đồng hồ vu công suất lớn, đã nâng cấp thành bóng Mỹ ha cả nhà ha. Rồi hình thức đẹp như mới nên em không có mở ruột gan ha cả nhà, em bao cả nhà ruột gan chưa một dấu chấm hàng, bao viên nguyên bản ruột gan đẹp như mới luôn. Rồi cả nhà có nhu cầu thì liên hệ em nha. Đây là một con Amly đàn, nói chung là dễ chơi, đã nâng cấp sẵn ha cả nhà. Có điều kiện thì mình lên hai cây rề nữa là ok ha cả nhà, còn có điều kiện nữa lên 4 cây rề của anh Quốc là số 1 luôn. Rồi có nhu cầu thì liên hệ em nha, giá 13.500.000, free ship toàn quốc, COD thì cọc 20% nha. Chúc cả nhà có một ngày vui, bye bye.